Mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp cho chia sẻ cách làm môn chua nha. Món cách làm môn chua để khô chứ không có nấu nước muối chế vào. Chừng 3 bữa là nó đã được chua rồi nha. Ở đây là môn chua, môn nước rồi các bạn. Có nhiều người người Bắc người ta kêu bằng dọc mùng á. Cây môn á thì nó có cái núm đỏ vậy nè. Còn bạc hà thì không có nha. Đây mình cắt sẵn một cái lá này chừa lại để cho các bạn cô chú các em coi, nhiều khi những người lớn tuổi thì biết, những em nhỏ thì không biết nên mình mới chỉ nha. Đây, người Bắc là gọi là dọc mùng, còn người Nam mình gọi là môn ngọt hoặc là môn nước nha. Bây giờ mình sẽ cắt ra này là mình rửa sạch sẽ rồi, các bạn thấy còn nước nè đó. Mình chừa là một số thì mình sẽ gọt vỏ, một số thì mình để nguyên vỏ. Nguyên vỏ là khi mình muối mình lấy ra mình nấu canh ăn đó, nó dai dai nó ngon. Còn ở đây là chỉ xào hoặc ăn sống nha. Bây giờ mình sẽ cắt ra. Đây mình lấy sẵn cái thau inox mình cắt ra. Cái nào hư thì mình bỏ nha. Cái này mình đã phơi nắng rồi, héo rồi. Bây giờ mình đã cắt xong hết rồi, bây giờ mình lấy cái thau. Mình cho vào đây 3 muỗng ớt. Cái này ớt cay với ớt không cay nha. Ba muỗng canh muối. Bốn muỗng canh đường, tại đường này nó không có ngọt nha các bạn, đường nhuyễn nó lạc lắm. Có đường vô thì nó dễ lên men, nó mau chua. Mình cho vào đây 2 muỗng tỏi. Mình trộn đều lên. Rồi bây giờ mình cho vào môn. Mình không cần phải nấu nước muối gì cho nó cực các bạn. Chỉ nhồi vậy nhận vào hồi khạp vào hũ thôi, 4-5 ngày là nó đi chua rồi. Có khi 3 ngày thì nó cũng hơi vừa chua nha. Tại vì mình muối khô nó đâu chua. Nhưng mà khi chua rồi là mình ăn được lâu. Còn muối mà có ngâm nước đó, khi nó chua rồi mình ăn rất là mau. Để lâu nó sẽ bị nhũng, để lâu phải cho vào ngăn mát tủ lạnh. Nhồi vậy này cho nó thấm. Bây giờ mình sẽ cho vào một cái xô. Cái xô mình mua để dành chiên môn để muối đồ chua nha. Xô nhỏ. Bạn cứ nhồi nè. Nhồi cho nó xìu xuống. Cho nó ngấm đường, ngấm muối, ngấm ớt, ngấm tỏi. Nó mới ngon. Bây giờ nó mềm nè. Người qua các bạn biết không, muối là dưa chua. Tất cả các loại môn này cũng vậy. Nó không bao giờ mà muối có nước. Chỉ muối khô thôi. Nên người ta bán để ở ngoài, người ta bán rất là lâu. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái xô nha. Đây, cái xô đây. Bây giờ mình cho vào. Rồi mình sẽ lấy cái gì nặng nặng mình dằn lên nha. Càng dằn dẻ càng nặng thì dưa chua của mình nó mới ngon. Còn mình để phèo 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 á, nó sẽ dễ bị hư đó.
Còn mình dặn càng cứng xuống thì là càng ngon. Cứng chừng nào ngon chừng nãy, dẻ chừng nào ngon chừng nãy. Bây giờ mình sẽ cho còn nước ớt nè. Cho vào. Còn trong thau nhỏ một chút mình cho vào luôn chứ chừa làm chi, chừng muỗng muỗng canh. Mình để vậy nhiều khi đường muối nó còn ở trên á, từ từ nó tan nó ngấu xuống. Mình sẽ đi lấy cái đồ mình dặn lên nha. Bây giờ mình lấy cái bịch đi lông mình để lên. Rồi mình lấy cái dĩa mình để lên. Mình sẽ lấy đi cục đá. Mình lấy cái cục đá nặng này mà dằn xuống nha. Cái này nhà mình gần sông Đồng Nai á các bạn. Mình vô sông mình lộn mấy cục đá thì sướng lắm. Mình dằn đồ ngon dữ lắm. Rồi. Cái xô này có cái nắp các bạn. Nhưng mà cái cục đá nó cơi lên cái nắp mình không đậy sát được. Mình dằn vậy này cho cứng rồi. Vậy là xong rồi. Khi nào ăn được mình lấy mình chia sẻ tiếp nha. Bây giờ, môn ngọt của mình nay được 3 ngày nữa cả. Để mình lấy ra cho cô chú anh chị em tham khảo nha. Đó, chỉ 3 ngày thôi. Nè cô chú anh chị em thấy ngon ghê chưa? Đâu khỏi có cần trụng cần gì hết á. Chỉ mình làm khô theo kiểu người Hoa vậy ăn thôi. Trời ơi đẹp quá đẹp luôn. Thu queo không có nước. Ngon quá các bạn ơi. À, cô chú thấy ai bây giờ nay được 3 ngày rồi, để mình ăn thử nó chua không nha. Mình lấy miếng mình ăn thử có chua không. Nó chua rồi nha bạn. Nó chua ngon quá. Bây giờ đó, để mình lấy ra dĩa cho cô chú anh chị em tham khảo nha. Cái này á, mình xào tỏi mình ăn hoặc là mình nấu canh chua đồ mình ăn cũng được nha. Cô chú anh chị em thấy ngon ghê, dần dần hực khở tôi. Ngon quá ngon luôn. Cái này là còn trong xô. Còn cái này mình cho ra ngoài nè. Cái này mà mình không gọt vỏ nè, ăn nó cũng giòn lắm. Còn như bạc hà mà cô chú anh chị em mà để vỏ thì nó sẽ bị dai nha. Còn cái môn ngọt này người Bắc gọi là dọc mùng này, để sẽ nó không có dai. Mình để mấy cái vỏ này là mình nấu canh chua ăn. Còn những cái này nè mình xào ăn cũng ngon. Những cái mà mình đã lột ra rồi, mình tách cái vỏ ra rồi. Những cái mình lột cái vỏ ra, nó lộn ở trong đây này mà. Lột cái vỏ ra rồi thì mình ăn xong mình để về mình gắp mình ăn cơm luôn cũng được nha. Ăn cơm luôn cũng được hoặc xào tỏi cũng được. Còn những cái này thì mình nấu canh hoặc là mình kho với đậu hũ ăn cũng ngon nha. Thôi bây giờ món môn chua của mình đã hoàn thành rồi. Mình chúc cô chú anh chị em làm món này ăn ngon miệng nha. Để bữa nào mình rảnh rỗi mình có nấu một món nào thì mình nấu canh hay xào hoặc mình làm một cái món gì đó mình sẽ chia sẻ tiếp là cách nấu nha. Bây giờ mình chỉ làm cách muối chua thôi. Mình xin chào, chúc cô chú anh chị em làm được món này ngon miệng, đơn giản. Thôi mình xin chào.